chúng ta tiếp tục học tập một câu Ai di đà phật niệm đến cùng à, học đến tập 297 trăm ừ, có một con đoạn rất là hay vậy. bây giờ chúng ta nói đến việc làm thế nào giải quyết vấn đề của tuổi già ngay trong câu phật hiệu mà giải quyết hiện nay người già khắp nơi rất cô đơn nếu có thể đặt chọn tâm tư vào câu phật hiệu để tâm mình vào câu phật hiệu liền được thoát khổ giải sầu con cái không được như ý muốn làm thế nào để không khổ não chính là niệm A Di Đà Phật. Niệm quen rồi sẽ không nghĩ đến chuyện buồn khổ đó nữa. Cộng đoạn xác thực rất hay. Vậy. Nên tất cả những người trẻ cũng nên nghe mà người già cũng nên nghe. Vì chúng ta trẻ mai mốt chúng ta cũng già. Người trẻ bổ túc tới tuổi già thì tuổi già vô cùng vững chắc. Người già thì phải cần thường xuyên được bổ túc thì tuổi già mới lìa khổ được vui. Nếu không thì người già vô cùng cô đơn, buồn thảm. Mình tới tuổi già rồi giống như mình là con rối để mặc tình cho con nó quay. Như vậy thì vô cùng là thê thảm. Nên tất cả những người trẻ tuổi chúng ta nên gầy dựng tư tưởng trong Phật pháp, nương tựa vào bổn nguyện niệm Phật, sống những ngày tháng vui vẻ, gầy dựng tới tuổi già, có một con hướng đi về rất là đặc biệt tuyệt vời. Ngày nào chúng ta cũng nhắc nhở việc niệm Phật, nuôi dưỡng thiện tâm, không buồn giận người để trong tâm, sống những ngày tháng an lạc. Dù hiện tại chúng ta chưa sanh cực lạc, bữa chủ nhật chúng ta có học một công đoạn. Dù hiện tại chúng ta đang còn ở cõi ta bà Mình đang niệm Phật Để cầu sanh cực lạc Nhưng ở ta bà Nhưng chúng ta đã có niềm vui của cực lạc Có niềm vui của cực lạc Chỉ cần bạn mỗi ngày Không buồn giận người để trong tâm Những việc gì bạn làm tốt được Bạn cứ nhiệt tình bạn làm Lúc rảnh rỗi cứ niệm Ai vậy là Phật Nhớ Tây Phương cực lạc nên mỗi một người chúng ta nhắc mình là Một ngày đi qua chúng ta nhớ được Ai Di Đà Phật Nhớ Tây Phương Cực Lạc Được bao nhiêu lần Gây dựng tính tâm tính nguyện Để cầu sanh Cực Lạc cực kỳ mạnh Niệm niệm của chúng ta là Ai Di Đà Phật Thế giới Cực Lạc Cứ thường nghiêng về Tây Phương Cực Lạc Mạnh như vậy Thì mỗi một người chúng ta Càng học Phật càng vui sướng Vì sao vì mình có một chỗ đi về tuyệt vời quá Tại sao quý vị để ý Khi những đức chia sẻ Phật Pháp cho người Thường trụ trong chùa Thì quay phim quý vị thấy Người trong chùa người nào người nãy sáng sủa vui vẻ vô cùng Vì sao Vì họ luôn luôn sống Bằng tâm trạng thoải mái An lạc Hướng thiện nhiều Mỗi ngày hướng thiện nhiều Mỗi công việc gì trong chùa cũng là đang hướng thiện Quý vị coi Nấu buổi cơm cho người ta Rửa chén Lao bàn Lao nhà Rửa nhà y sinh Lao xung quanh khu nhà Quét dọn xung quanh chùa Xây dựng Sửa chùa Làm tất cả các việc trong chùa vân vân Chúng ta đều cảm giác đây là những việc thiện tuyệt vời đều là để phục vụ đại chúng quý vị biết rằng là làm vui vẻ nên tâm trạng rất an lạc nên như đức nói với người trong chùa rằng mỗi ngày chúng ta làm việc trong ngôi tam bảo đó là hướng thượng vì sao dùng câu hướng thượng tại vì làm không nhận tiền <laughs> nhớ làm không nhận tiền làm không đòi lương làm không kể lễ làm phát tâm từ sự hiểu biết có trí tuệ từ nơi đó mà hướng thường nên đại sư u đàm người nói một câu rằng người niệm phật là hoa sen trắng trong loài người người niệm phật là bậc tôn quý trong loài người người niệm phật cầu sách cực lạc là người vui nhất trong loài người vì sao nhớ ai về đạo phật nhớ tây phương cực lạc trong loài người, người này là người vui nhất Dù cho mình hiện tại đang lo lắng làm việc cực khổ gì Nhưng chúng ta có một chỗ đi về đó là Tây Phương Cực Lạc Suy nghĩ rằng tương lai Phật A Di Đà đến tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Vừa nghĩ những điều này thì trong lòng vô cùng vui sướng Cực kỳ vui sướng Thấy nha Tuy chưa mình chưa sanh cực lạc nhưng mình đã có niềm vui của cực lạc Mỗi ngày sống vui vẻ, sống an lạc, sống tự tại Nên tất cả những người trưởng đoàn Mình dẫn người đi tu, mình dẫn đi đến những ngôi chùa Có chia sẻ Phật Pháp hướng dẫn Cho mình những phương pháp tại gia đều tu được Mình đi đến đây mình tu Mình học một phương pháp mình tu Đem về áp dụng trong gia đình Người nào chưa có tượng Phật thỉnh tượng Phật Đặt máy nghe Pháp, máy niệm Phật Đèn bông sen, bấm số Chúng ta cứ xuống phòng máy chúng ta đặt Đem về tặng cho người hoặc là chia lại, cầm tiền lại tiếp tục đặt chia ra. Từ từ lâu ngày nơi của mình trở thành một cái điểm đặt mắt nghe pháp. Việc làm này ý nghĩa lắm quý vị. Chúng ta nên hướng đến những việc làm có ý nghĩa, đó là tuyệt vời nhất. Sống có niềm vui, sống có nụ cười nên có một câu này, một nụ cười có thể giúp cho vũ trụ nhân sinh tăng thêm sức sống. Nào chúng ta cùng cười lên. Ha 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 mỗi một con người mình chỉ cần nghe được câu gì qua hành động chia sẻ này tự nhiên trong lòng mình cũng cảm thấy có nụ cười, có niềm vui. những đức à? mỗi buổi sáng thường coi mấy cái lượt người chờ nhân đức chia sẻ Phật pháp, có những người bấm chữ A di Đà Phật, có những người bấm hình, rồi có những người thả tim chúng ta hoàn toàn vô cùng hoa hỷ. Vì cảm thấy rằng giúp cho nhau có niềm vui. Việc này tốt. <laughs> Sống trong cái cuộc đời này mỗi ngày niệm Phật, nhớ Tây phương Cực Lạc có niềm vui, có nụ cười. Còn hạnh phúc gì bằng hay quý vị? Không ai hạnh phúc bằng quý vị. Quý vị là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Nếu như mỗi ngày mình không niệm Phật, mỗi ngày mình Ăn để chờ chết Vì cuộc đời mình phải là quá vô nghĩa không Tại sao các cụ già trong chùa mình sáng sủa đẹp Tại vì các cụ có một hướng đi về Còn tại sao có những nơi người ta nuôi Người già lại khu khờ Mặt mài Đờ đẳng Vì đem đồ ăn đến ăn đi Ngồi đó ăn đi Có khi đi đi cũng ngay cái chỗ Cái giường của mình ngủ luôn tâm trạng bị tiêu cực gọi là ăn để chờ chết người già trong chùa mình sống sức sống vô cùng cao vì sao vì họ có một hướng đi về và họ được cởi mở tâm tư họ sống họ có niềm vui có nụ cười người người sống trong đây toàn là những người có niềm vui có nụ cười người vô đây mà không có niềm vui không có nụ cười là tại vì chính bản thân của họ không tiếp nhận bữa thứ bảy thứ bảy chủ nhật chủ nhật những đứa gặp một người mẹ dẫn một đứa con gái đến chùa cô con gái này học tới thạc sĩ thường ngày bấm điện thoại rất là nhiều lên mạng rất là nhiều vì tin không học đến thạc sĩ mặc hờ căm đờ đẳng giống như hương linh nhập dựa vào luôn thì nhớ cái người khi thằng kinh mình quá yếu thì phần âm người ta sẽ dễ nhập vào Nhất là Thâu đêm suốt sáng bấm điện thoại Bấm máy gì tính Giết rồi thần kinh mình bị yếu đi cái vị để ý đi Mỗi lần mà chúng ta cảm xúc bệnh nhức đầu Là quý vị thường ngủ Cứ mơ mơ màng màng Mơ mơ màng Mơ mơ màng Phải không tôi thấy này thấy kia tùm lum la Sức định nó yếu Ngủ nó không được ngon giấc Thần kinh nó căng thẳng nên những cái cảnh giới xuất hiện Cứ làm cho mình mơ mơ màng mơ màng là viết biết Nhức đầu chóng mặt thường gặp chuyện trạng thái này vậy thì cái người mà thường á Chơi điện thoại thâu đêm suốt sáng bấm máy di tính nhiều Thằng kinh bị yếu đi Thì phần âm nhìn thấy quý vị Thằng sát xuống quá Nhập dựa vào Học tới thạc sĩ rồi đó Mà giống như uổng cuộc đời Không làm được trò gì hết Người mẹ dẫn đi đến đây cũng là không tiếp nhận nổi Không dễ tiếp nhận được đâu quý vị Có người nó phải là có thiện duyên đặc biệt Dẫn đến tự nhiên cho chơi với các cô mình đồ này kia hoạt bát vui vẻ lên Tại các cô mình nó rất là hoạt bát rất là vui vẻ Nên những người mà cái kiểu như mà Bệnh ít nói đồ này kia đồ mà nó phải tiếp nhận kìa, nó chơi với mấy cô mình cũng như có con bé Hai mẹ con cũng dẫn đến đây Bé lại ở đây nó tiếp nhận Nó hòa nhập cùng với các cô mà Thời gian thì mặt tươi rối Những đứa gặp như đứa nói một câu như này Trước nhất phải giải quyết vấn đề của nội tâm trước Rồi muốn làm ăn gì làm Nội tâm này đang nặng nề Âu sầu Không có làm việc gì được đâu Nhớ Nên mỗi một con người tu đạo chúng ta phải nhớ cái điều này Nội tâm nặng nề Đó là một cái việc không đặc biệt đâu Việc không đặc biệt trong tâm trạng của người mình phải được cởi mở Rồi việc làm ăn Học tập của mình nó mới phát triển được Nên mỗi một con người Khi tâm trạng nặng nề Những đức nói rằng Khi gặp những đức cởi mở chia sẻ Nói hết ra Tại vì sao Vì để nó ưu quốc trong lòng không nên Giải tỏa ra hết Nhân Đức từng nói mình như là một thùng rác vậy đó. Ai có rác cứ bỏ cho mình Thùng rác mình có thể tiêu hóa được yên tâm Đừng nên đem đi tùm lum tùm la Có những người bỏ cho người ta Người ta không tiêu hóa được Làm phiền phức cho người ta Nên tất cả những tâm trạng nặng nề Đều được giải tỏa Mình sống trong ngôi tam bảo mà Mỗi ngày không cần lo cơm ăn áo bận Đây là niềm vui hạnh phúc nhất của đời người rồi Con người người ta cả đời Người ta vì cơm ăn áo bận Vì cuộc sống sinh nhai Mà người ta phải tạo nghiệp tâm trạng rất nặng nề mình không cần bận tâm chỗ này nên tâm trạng mình rất nhẹ nhàng, thoải mái. Nên mỗi một con người chúng ta gặp được Phật pháp đúng là một cái giá trị lớn trong đời người khi gặp được Phật pháp. Gặp được người nhiệt tình chia sẻ cho mình nghe, đây là việc tuyệt vời lắm quý vị. Học trình độ thạc sĩ mà đời đẳng như vậy. Học nhiều nhưng mà không biết một tư tưởng gì cả. Bằng cấp này bằng cấp kia nhưng lại không có tư tưởng thì cuối cùng cũng là bấm điện thoại chơi Sống những ngày tháng cho qua ngày đoạn tháng Có những người có trình độ rất là cao Nhưng cũng là tệ nạn xã hội Vì sao? Họ học nhiều bằng cấp này bằng cấp kia Nhưng họ lại không học được tư tưởng làm người Đây mới là nguy hiểm này. Nên mỗi tuần thứ bảy chùa mình đó là gì? Tư tưởng làm người Tư tưởng làm người là gì? Niềm vui là trên nhất Vui cách nào? Tiếp nhận giáo dục đạo đức làm người Tiếp nhận định luật nhân quả tin gieo nhân gặt quả tiếp nhận tâm hiếu đạo hiếu là hiếu với cha mẹ đạo là cung kính thầy dạy có tâm cảm ơn phải nhớ những cái tâm này làm cho mình vui vẻ và an lạc lắm rất là vui vẻ rất là an lạc quý vị chỉ cần có một cái tâm hại người thì bị bắt an liền Nhớ nghe Có tâm hại người là bất an liền Mình có tâm giúp người là vui liền Niệm niệm có tâm giúp người là vui liền Và khi giúp người mình phải nhìn nhân duyên Và phù hợp Có những cái người ta không cần mình giúp thì thôi Có những việc Mình thấy mình giúp được Không trở ngại gì Mình phải nhìn nhận như vậy Tuy nhiệt tình nhưng phải, phải xem lại mình Mình có nhắm làm được không hay là cương vị gì để làm còn nếu không thì chỉ điểm cho người khó khăn đó gặp người có cương vị đủ nhân viên để giúp họ đó cũng là giúp rồi còn gì nhớ đó cũng là giúp rồi đó nên người niệm phật cầu sanh cực lạc là bậc tôn quý trong loài người người niệm phật cầu sanh cực lạc Làm bậc thượng trong loài người nên mỗi ngày mình nhớ ai với là Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc Không có nặng nề buồn giận hẳn trách ai Để trong tâm để nhớ hết Chỉ có nhớ ai với là Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc Còn buồn giận hẳn trách ai Là chuyển hóa rất là mau Nên tổ sư mới nói rằng không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Niệm là vọng niệm Khi khởi lên làm phiền não Thủ đoạn ích kỷ nhỏ mọn đủ chuyện Lo được lo mắt tùm lum tùm la hoặc là bằng mặt không bằng lòng tất cả những thứ này đều là vọng niệm không sợ chỉ sợ giác giác là có ai là dạ phật chúng ta có hưng khởi hay không nên mình vừa buồn dặn hẳn trách ai là mình chuyển qua ai gì dạ đà phật ai gì dạ đà phật ai gì dạ đà phật chăng thật niệm có phật hiệu này mà mình phải tin mình tin rằng là mình niệm có phật hiệu này nhất định sẽ giải quyết được vấn đề luôn luôn tin như vậy thì niệm có phật hiệu có kết quả lắm còn nếu như niệm mà trong lòng còn nghi ngờ, còn lo âu, thì từ cái tâm nghi mà phá sự tin tưởng, mà phá lòng tin rồi là làm sao có cảm nó hủ ứng? nó hữu cầu tác ứng, hữu là người chân thật tin tưởng, nhiệt tình hết mình thì cảm ứng là cảm ứng đạo giáo vị nhé. nên công đoạn này nêu lên rằng, bây giờ chúng ta nói đến việc làm thế nào giải quyết vấn đề của tuổi già, rất là nhiều người già đều chú ý về việc này ngay trong câu phật hiệu mà giải quyết rõ ràng không ngay trong câu phật hiệu mà giải quyết giống như câu chuyện hôm qua chúng ta kể bà già bán khổ đúng không ngay trong câu phật hiệu mà giải quyết giải quyết cái khổ nhỏ thế gian và giải quyết cái khổ của vô lượng kiếp đọa lạc trầm lưng luôn câu phật hiệu này giải quyết được luôn nên mỗi một con người chúng ta càng nghe như vậy còn trẻ cũng càng nghe để chi bổ túc khi tuổi già thành tâm thành ý nuôi con đàng hoàng nhưng mà sau này lớn lên con lại ngộ nghịch với mình chúng ta hiểu nguyên lý này văn tự đã nói rõ ràng rồi hiện nay người già khắp nơi rất cô đơn người già khắp nơi rất cô đơn và cái xã hội phát triển này người già càng như sao càng cô đơn vì đừng bao giờ nói xã hội này phát triển vì không buồn nha xã hội này càng phát triển thì con người càng lao theo cái dòng sống kiếm tiền tình cảm giữa con người với con người phải xa nhau người già thì ngồi một cái xó nào ở trong phòng ở nhà coi nhà ngồi trong họ như con khỉ khô nên người già sẽ cô đơn như vậy thì như thế nào để giúp cho người già hết cô đơn giải sầu thoát khổ niệm phật niệm phật là giải sầu thoát khổ niệm phật là hết cô đơn nhớ niệm phật là không còn chống vắng niệm phật chăng thật niệm phật sẽ sanh pháp lạc có vật hiệu này nhiệt tình niệm lợi ích lớn cực kỳ lớn luôn nhưng đức thấy chùa mình vô cùng sống động mọi người đi đến chùa mình ai cũng sống động chùa cứ cách nửa tháng hơn nửa tháng chúng ta có một bài chia sẻ Phật pháp cho đại chúng nghe ai cũng vui nhiều tối nhưng đức chia sẻ Phật pháp bên chùa mới nhiều người rất là vui Phật tử cũng nên vào coi coi để thấy rằng một ngôi chùa vừa xây lên xong à, nửa năm thôi mà 400 người về ở niệm Phật ngày bốn thờ Hình thành khu khép luôn Đâu rồi đó Mình coi để mình thấy tình độ sao quá thù thắng Có những ngôi chùa xây bao nhiêu chục năm Mà kiếm trăm người ở tu cũng không có Tại vì sao họ không tin tình độ Họ không quyết chí tu tình độ Nên họ không có kết quả nhiều Còn mình nhiệt tình hết mình Hướng dẫn Nên vì coi qua công đoạn đi thì tự nhiên hà phật tử khách nơi nơi tự nhiên mình muốn về một ngôi chùa nhiều người tu như vậy nhưng đức nói nhiều người trẻ tuổi tất cả các cụ già thí dụ như đang ở bên hộ pháp hay đại tùng lâm thì tất cả các cụ để ý bây giờ quý thầy quý chú quý cô đa phần là trẻ vậy thì họ lo cho các cụ đến khi mà các cụ chết đi họ cũng chưa chết nên mình yên tâm Chứ nếu như mà những người nuôi người già này mà sáu mấy bảy mươi bảy mấy tuổi Thì có khi mà vô đây rồi cuối cùng Họ chết trước mình, mình phải lo cho họ nó cái này mới kẹt Còn cái này thì yên tâm đi quý thầy rồi như những đức rồi cũng còn trẻ 42 tuổi trẻ mà Các cụ già lớn tuổi Các cụ ở là yên tâm Nhiệt tình hết mình yên tâm niệm Phật Lợi ích này rất là lớn nên mọi người chỉ cần trong tâm có Phật Thì quý vị luôn luôn an tâm Nên có một đoạn tổ sư nói rằng Chỉ cần trong tâm bạn có Phật Thì việc gì cũng tốt Còn trong tâm bạn không có Phật Thì việc gì cũng là không tốt Thành xấu Nên mỗi người mình trong tâm phải thường nhớ Phật niệm Phật Đây là việc cực kỳ quan trọng Nguyện Tam bảo gia hộ Cho tất cả chúng chùa Và hàng Phật tử bên ngoài Ai cũng là người tính nguyện niệm Phật Cầu sanh cực lạc Khi bỏ báo thăng này chúng ta đều hẹn gặp ở tây phương cực lạc chúc vị an lạc A di đạo phật nguyện đem công đức này hướng về khâm tất cả thế tử và chúng sanh đồng sanh về thánh độ